đột phá cho ngành nail. Li K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Li K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Các bạn ơi, bữa hôm nay mới có đồ chơi mới cho con mình nữa nha. Bữa nay mình mua cho con mình cái xe để cho nó ngồi nó ăn các bạn ơi. Cái ghế ăn hả? Cái ghế ngồi ăn á. Đây rồi, quà của chép mẹ. Như cho máy. Wow, các bạn xài xong mình lấy để phòng trường, cũng mang hết xài để vô tắt. Đó. Cái ghế này hết ngồi là tắt rồi. Cái phòng lũy là sao không nhìn xuống hết rồi, mai kêu bà nhìn thấy cái gì. Cũng đỡ được mình, cũng được mình. Giờ ba hả? Dạ, tiếp đoạn tôi nói đi. Muốn coi ba làm gì hả? Có ba làm gì hả? Đứng này các bạn làm ha. Mấy cái ghế này gác cũng dễ lắm các bạn, chỉ cần là bỏ nó vô khớp là được rồi. Rồi, cho chiếc nồi, vô. Thấy có ăn tôi nhỏ không? Ăn tôi nhỏ lắm. Không không. Nó sẽ đi, nó là nó chuyện chuyện với mai nó đi. Thầy để bà mua cho. Thôi, để trước sau để với bàn nó làm. Anh đuổi chưa?
Đó, đây là những cây cọ Kolinsky các bạn. Và đầu dũa, nếu như mà các bạn nào muốn mua có thể nhắn tin cho mình qua số điện thoại 314-438-7599 nhé. Cọ lông trồn Kolinsky, size 14, 16, 18, đầu dũa phá treo. Cái nút này cái bóp này là tăng lên xuống còn này là cái này số 1 số 2 bóp này lên đây đang lên xuống cái này là bên hông nó cái hai nút rồi mà bóp nó nên nó nhẹ ra thấy không bóp nó nhẹ ra kéo gà cái vô vô kéo sát vô kéo sát gà không nó ra là mới khớp được cái gì vô mà xuống. Đó thì vừa chưa? Giờ bạn đi chưa? Con 27 lên rồi. Kéo kéo nữa xuống. Thấy chưa? Chờ cho lên thử đi, cho chắc lên thử đi. Nó bị gãy vậy. Cho chắc lên thử nha. Bé chiếc lên thử nghe rồi vô đi. Rồi chắc có đồ ăn có bạn ăn rồi. Để xích vô chút không? Xích vô hả? Càng xích vô chút không? Không, nó là hết rồi. Đó. Dễ ta. Xích đều rồi chả nét. Rồi, chẳng lại ăn ha. Phải xích được, nó đâu vậy rồi. Ngại im. Thấu xe rồi. Bên đây ngồi ăn luôn hả? Bên đây ngồi ăn nha. Đồ ăn của con đâu rồi? Đồ ăn là của ba mà. Rồi, vỗ bàn đi, vỗ bàn bắt đầu ăn lên. Vỗ bàn, đồ ăn đâu? Đồ ăn của chết đâu? Đợi ba hả? Bên đây đợi ba hả? Nhìn nè. Nhìn nè, cho phần kìa. Chứ đây đợi ba hả? Bên đây đợi ba hả? Vẫn nói là vẫn ho chứ.
Hàng dê, hàng dê, dũa cỏ nè, đầu dũa nè, và sản phẩm LK. Các bạn muốn mua cái nào thì nhắn tin cho mình nhé. Đây các bạn ơi, hàng dê, hàng dê. Những dụng cụ làm nail không thể thiếu được. Dũa móng, đầu phá treo, cỏ lông trồn Kolinsky. Size 14, 16, 18, 3 đầu dũa, 3 loại đầu dũa. Cỏ, dũa móng tay 80/80, 100/180. Sản phẩm làm pedicure LK 4 bước. Đứng là lương hả? Bữa nay đứng giỏi quá ta. Trời ơi, chân dài quá ta ơi. Đứng lên được luôn à hả? Chết giỏi quá ta. Ba ba nè, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba nè. Ba ba. Ba ba đi, sao lùi lại vậy? Sao lùi lại đây? Sao lùi lại vậy? Lên đây. Trời nhìn cái chân kìa. Giỏi quá. Ba ba, ba ba. Ba ba. Ủa sao không bỏ đây rồi? Làm gì ạ? Quên hả? Quên hả? Bà 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 bà. Qua đây. Bỏ dữ không chưa? Qua ba đây, qua đây, qua ba, 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 qua ba. Qua ba, qua đây. Qua ba, qua đây. Qua ba, qua ba, qua ba, qua đây. Ba ba nè. Ba ba đi. Ba ba. Ba ba. Là gì vậy? Ba ba. Nghe tiếng người trong quê vừa vui vừa rỗng. Khi kéo ra từ trong hang, được con mưu mập ú mà đã người thân đi xa mới về. Có người kéo cá biểu rằng đời hang vẫn giống như con mưu bằng vậy. Con lươn chui trong bùn, trong nước để kiếm thức ăn. Vậy mà cái thịt nó lúc nào cũng thơm cũng ngọt. Cái tướng mình lúc nào cũng nâu bóng, vàng nhảy, khỏe khoắn và tự do. Cũng như người dân mình cần lao sáng đêm lộ ruộng mà chăm bẩm cho ruộng lúa, ruộng đồng, cho rẫy màu sai trái. Cho dù... Chịu rồi, chịu rồi, biết rồi, chịu rồi. Giờ nằm luôn á. Nãy nó nằm như thương kìa. Phá cho ngành nail, LK là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây Y và Đông Y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với LK, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.